Xin gửi lời chào thứ bảy cuối tuần của em Hoàng An đến tất cả anh chị Grand thân yêu gần xa. Thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023. Chúc tất cả quý hàng thân yêu gần xa có một ngày cuối tuần ngập tràn niềm vui hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Và thứ bảy ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị bộ sưu tập những mẫu xe có tài chính từ 500 đến 600 triệu đang được bày bán tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và trong tài chính đó anh chị có thể mua được bao nhiêu xe tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và những mẫu xe tầm tiền này thì đều là những xe đẹp, đời cao và có hỗ trợ trả góp với chị nhá. Và chị mình quan tâm về sản phẩm nào thì hãy lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Đây, ra ngoài này với em An. Có địa chỉ tại số 1968 ngã Bao, xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chị nhá. Và hôm nay thì em An sẽ chỉ giới thiệu cho chị những mẫu xe tại cơ sở một thôi, trong tài chính từ 500 đến 600. Khi nào mà có xe mới về thì em An sẽ cập nhật thêm. Đó, và thời tiết tại Dĩ An ngày hôm nay thứ bảy không có nắng, khá là âm u chị nhá. Và bây giờ thì em An sẽ vào giới thiệu luôn những mẫu xe đó để không làm mất thời gian của chị nữa anh chị nhá. Có lẽ là em An sẽ giới thiệu một chiếc xe cái tầm tiền nó gần 500 một chút này. Em này là Mazda 3 2018 bản hatchback. Odo hiện tại đang là 6,5 vạn chị ạ, biển 70A Tây Ninh. Chiếc này đang có tài chính là 489 triệu đi 6,5 vạn chuẩn đồng hồ. Hatchback chị ạ, có facelift rồi. Đấy, tiếp tục ở đây thì em An sẽ giới thiệu những chiếc xe mà nó sát sát với tầm 500 nữa để cho chị mình lựa chọn. Xpander này thì cũng chờ rửa dọn anh chị ạ. Em này là 2020 số sàn, 470 triệu. Bên đây em An đã có một chiếc Sorento này chị này. Sorento 2018 tự động anh chị ạ, máy xăng bản tiêu chuẩn, đang lăn bánh 5,3 vạn chuẩn. Em này đã có mức giá là 579 triệu đồng. Nội thất kem màu trắng, anh chị cần hình ảnh, cần video của mẫu nào anh chị cứ báo nhá. Em An sẽ sắp xếp để gửi cho chị. Em An sẽ quay rất là nhanh thôi. Đây, và trong đây với em An là một chiếc xe của thương hiệu VinFast, một chiếc xe thực sự đáng để sở hữu trong phân khúc sedan D. Một chiếc VinFast Lux A 2.0 Turbo bản Plus sản xuất 2019 màu xanh. Em này mới chạy có 33,000 chuẩn thôi. Một chiếc xe đầm chắc, trải nghiệm tuyệt vời. Option miên man, công nghệ an toàn ngập tràn. Em này đi 33,000 chuẩn một chủ đầu. Chiếc này hiện tại đang đeo biển số 49A Lâm Đồng, chủ xe tại Bảo Lộc Lâm Đồng với chị em. Tất cả xe thì bên em đều bao rút gốc hết nên là việc ở đâu thì nó không quá quan trọng. Quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm nó là như nào thôi. 619 triệu cho em này anh chị nhá. Một chiếc xe rất là đẹp, 619 triệu cho em VinFast Lux A 2.0 Turbo bản Plus bản giữa đấy ạ. Đi có 33,000 thôi, 619. Tiếp theo một chiếc hạng C đây, hạng C bên đây trước đi Elantra. Elantra em đang có 3 chiếc nhá. Đây là một chiếc bản cao cấp nhất này, 2019 bản Turbo 1.6 Turbo. Chiếc này đang có mức chào là 545 đi 58,000 km chuẩn. Em An bao giá cho chị để chị 530 triệu bao rút gốc của chị ạ. 530 triệu bao rút gốc cho chiếc này. Elantra 1.6 Turbo nội thất màu đen nguyên bản, đèn LED, cảm biến trước sau, có sửa ghế hai vị trí. Qua bên đây em An đang có một đang có mấy chiếc Mazda với tầm tiền này này. Mazda 3 sản xuất 2020 bản Luxury lăn bánh chuẩn Odo là 57,000 km, chính xác là 57,000 km. Em bày giá là 575. Hôm nay để chị 560 triệu được chưa? Mazda 3 sẽ có ghế điện, có thêm cho chị như là ghế da nguyên bản, auto hold, thắng tay điện tử. Một chiếc xe sedan hạng C đúng không ạ? Đời rất cao để chị lựa chọn luôn. Chuẩn km này chị ạ, cho chiếc này Mazda 3 2020 Luxury 57,000. Em An còn một chiếc 2022 mới đi có 7,000 cây số thôi. Thì thật ra thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì cùng một đời đó, nhưng mà số km nó có thể chênh nhau là bình thường. Em An đang có một chiếc xe thứ hai, đó một chiếc Mazda 3 2022 em này bản Deluxe đi chuẩn 4,3 vạn. Bản Deluxe thì sẽ chỉ là ghế lì zin nhưng chủ xe đã lên ghế da rồi, màu đen. Và không có ghế điện thì chị đã đăng kiểm còn đến tháng 11/2024. Mazda 3 2022 bản Deluxe. Đỏ pha lê, màu đẹp không chị, màu đẹp. Chiếc này đang có mức chào 579 triệu đồng. Hôm nay để chị 565 triệu anh chị nhá. Bạn Deluxe 2022. Tiếp theo một chiếc xe này em An đang giảm đến 20 triệu cho chị nhá. Một chiếc Kia Sedato bản Luxury đi 4,5 vạn chuẩn, 45,000. Biển 72 Bà Rịa Vũng Tàu, còn nguyên dàn vỏ theo xe. Nội thất màu kem, ở bản này sẽ có cửa sổ trời, ghế điện. Các chi tiết bên ngoài như là chén cửa, chén cửa chủ xe đã lên sẵn rồi. Mâm phanh nguyên bản R17 Mazda, xin lỗi chị, Kia Cerato bản Luxury 2022
21 thì chị đi 45.000, 575 để chị 555 triệu. Nhiều mẫu xe mà nó sẽ hơi chậm một chút, em An sẽ giảm sâu cho chị nhá. Tiếp tục về đây với em An là một chiếc Kia K3. Kia K3 2022 bản Luxury 639, bây giờ chỉ còn 610 triệu thôi. Thực sự là giảm sâu cho chị rồi. À, 610 triệu em bán bao dụng đi đúng 6.000 km, bản 1.6 Luxury cho chị ạ. À, quá mới, quá lướt rồi. Và giá thì thực sự là hợp lý để chị mình tiếp cận dễ dàng hơn. À, thời điểm giá cả hiện nay là một thời điểm mà giá rất tốt để chị lựa chọn. À, 610 triệu bao dụng gốc. À, tầm gần 500 thì em An đang có một chiếc Nissan Almera đời rất là cao này, 2021 bản CVT, sử dụng động cơ 1.0 turbo VL bạn, cao cấp nhất nha. Nhộp sổ nhập thái nguyên chiếc, em này lăn bánh thì hơn 600 triệu nhưng mà bây giờ chỉ có 479 triệu thôi, để chị 469 triệu bao rút gốc. Bản này thì sẽ có cảnh báo điểm mù trên gương này, có cam 360 rất xịn sò nha. Sổ nhập nguyên chiếc 479. Qua bên đây em đang có một chiếc Atis 1.8G 2021, 1.8G body quanh xe mâm nguyên bản, đây là mẫu mới, chạy đúng 16.000, nội thất đen, điều hòa auto, ghế điện, đăng kiểm đến tháng 4 2024, 679, bây giờ đang để cho chị cái giá là 660 triệu. Anh chị ơi, 660 triệu giá rất đẹp rồi. Đó, tiếp theo một chiếc Atis giá limit 499, hôm nay để chị 480 triệu, 2020 số sàn, chạy chuẩn 6.4 một chủ từ đầu, đăng kiểm còn đến tháng 8 2024, đã lên 4 vỏ Michelin, lên ghế da rồi. À, một chiếc Atis nồi đồng cối đá đúng không, nhà Toyota. À, đã có video, tất cả đều có video và hình ảnh, anh chị cần cứ báo em An. À, 450. Tiếp theo một chiếc xe siêu lướt này, sấy một cái lướt sơn cũng rất là đẹp, em này là Mazda 3 bản Luxury 2022 xanh Kawasaki, và chiếc này thì mới lướt có 7.000 km thôi, chị lưu ý giúp em An nha. 7.000 km, đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2024. Chiếc xe này thì hiện tại đang có mức chào rất tốt cho chị luôn, 619 triệu, 610 triệu bao rút gốc cho chị được các bạn. Đó, cho chiếc này. Đó, Mazda 3 2022. Đó, bản Luxury. Đó, thiết kế đẹp đúng không? Và chiếc này thì quá mới rồi. Đó, bởi vì mới đi có 7.000 km thì thực sự không có gì để bàn quá nhiều. À, tiếp tục mà chị di chuyển đây với em An xem còn chữ nào trong tầm giá đó không mà chị nhá. Elantra 16 này thì chỉ hơn 4 đồng thôi, hơn 4 đồng thôi. Đấy. 429 Elantra 16 tự động. Mazda CX-3 em này là 2022 bản Luxury, lướt 12.000 km, sổ nhập thái nguyên chiếc. Ở bản này sẽ được trang bị cho chị hắt kính, thắng tay điện tử, auto hold. Chiếc này màu đỏ pha lê chị, một chiếc 5 chỗ gầm cao cỡ nhỏ nhà Mazda. Chiếc này đang có mức chào là 599 triệu đồng. Sorento bản xăng full 2015 545 triệu, và chị là 215 bản xăng full biển Sài Gòn màu đen, có cửa lóc toàn cảnh dừa đen. Chiếc này thì đang chạy 6.5 triệu. Mẫu xe giá này là 545 triệu đồng. Một chiếc Elantra trong tầm giá hợp lý hơn này, 2018 chạy 5.000 chuẩn, 2018 1.6 AT, 475 triệu đồng đúng không ạ? 475 triệu đồng. Là chị đã sở hữu chiếc xe này rồi, và giá thì còn linh hoạt, bớt thêm cho chị về mặt giá nhé. Mazda 3 Elantra 2018, 2018 và đang lăn bánh chuẩn đồng hồ 5.000, 475 triệu đồng. Ok chưa ạ? Rồi. Và một chiếc này nữa quên mất, một chiếc Cerato bản Luxury 2020 và đang chạy 25.000 km, 25.000 km màu xám xanh anh chị, màu xám xi măng đấy, bản Luxury biển Bình Dương nhá, 25.535 triệu đồng. Đó, đó là những mẫu xe trong tầm tiền 500 đến 600 triệu đang được trưng bày bày bán tại cơ sở 1 của siêu thị ô tô Bình Dương. Và anh chị quan tâm về sản phẩm nào thì hãy nhấc máy gọi điện cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe. Và anh chị có những câu hỏi gì về xe cần em An quay thì hãy cứ bình luận trên kênh em An sẽ sắp thời gian để quay cho chị. Một nữa cảm ơn chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi buổi video của em An. Xin gặp lại chị ở những video tiếp theo. Chúc chị một ngày thứ bảy thật sự là nhiều yêu thương vui vẻ chị nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại chị. Xin chào.